Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái effect của Photoshop rất là đơn giản, làm chưa tới 5 phút. Bây giờ các bạn mở Photoshop lên và mở một cái bức hình các bạn muốn làm. Ở đây mình có một cái hình của cái cầu như là ở London phải, không biết luôn. Sau các bạn mở lên xong các bạn duplicate cái layer này lên một cái nữa, tức là layer one. Sau đó các bạn chọn, các bạn bấm chữ Q trên bàn phím chữ Q, hoặc là các bạn bấm ngay đây, it's right here. Xong rồi các bạn chọn cái gradient tool right here, hoặc là bấm chữ G trên bàn phím và chọn cái reflex gradient right here. Rồi các bạn nhớ là background của nó là cái foreground là màu đen và cái background là màu trắng. Xong các bạn có thể draw, có thể vẽ vòng vòng ngay đây đó, tùy các bạn thích thôi. Nhưng mà để mình coi cái nào nó hợp. No, this one. No. Yes, maybe right here. Sau đó các bạn bấm Q một lần nữa, hoặc là các bạn bấm ngay cái nút này để nó exit cái mode này. Khi mà exit thì nó sẽ ra như vậy. Cái phần mà các bạn vẽ, cái phần đỏ ở trong thì là nó sẽ là cái nơi, cái place mà mình focus, mình tập trung ở trên đó. Còn những cái phần ở ngoài á, tức là sẽ làm blur, tức là nó sẽ mờ đi. Sau các bạn bấm Q hoặc là bấm nút này để access cái mode đó, xong các bạn sẽ vào filter, xong blur, xong lens blur. Rồi thì các bạn có thể chỉnh vòng vòng ở đây, các bạn muốn chỉnh theo cái thích của bạn thì các bạn có thể chỉnh đây. Mình thì thường thì để 20, mấy cái này thì các bạn có thể add thêm hoặc là không cần, nó cũng không quan trọng lắm. Sau đó click OK. Nó sẽ ra như vậy. Sau đó các bạn bấm Ctrl D để nó mất cái selection của mình. Sau đó các bạn sẽ tăng, các bạn muốn làm cho hình ảnh đẹp thêm thì bạn có thể tăng cái background của nó, adjustment cho nó sáng lên, hoặc là cái màu nó nhìn nó đẹp hơn một chút thì các bạn vô image and adjustment. Mới đầu vô thì mình thường thì mình làm cái curve trước. Thì curve thì mình chỉ kéo cái này để ngay chỗ A, chỉ B, mình chỉ kéo cái này xuống little bit right here đó. Chỉ một chút xíu thôi. Xong click OK. Cùng image adjustment and mình sẽ dùng cái này, tức là saturation and hue. Mình tăng cái saturation lên right here. Maybe around 40 hoặc là cỡ 35 đến 40. Xong click OK. Cũng xem như vậy, cũng vô exposure và tăng đi exposure này lên gấp around, đừng có tăng quá nhiều nó sẽ làm hình mất đẹp. Cỡ như đây thôi. Xong click OK. Xong cũng vậy. Rồi các bạn sẽ vào brightness và contrast, tăng cái brightness lên còn như đây. Chỉnh lên còn như đây. Xong click OK. Vậy là xong. Các bạn đây gọi là focus một cái nơi các bạn muốn. Cái này cũng không thật sự là thiệt lắm, nó chỉ gọi là fake, nó gọi là giả thôi, mình có thể làm được. Nhưng mà nhìn hình ảnh nó rất là đẹp. Và đây là cái nơi, cái hình ảnh đầu tiên, và sau cái hình ảnh sau khi đã làm. Chúc các bạn thành công.